Kính chào quý vị và các bạn, kính mời các bạn xem bản tin song hành chính sách tung tiền mua mafia bản địa là chính sách cài người của ông Tổ. Vì sao phong trào phản kháng của giới đấu tranh hiện nay đang yếu dần đi? Đấy là kết quả của chính sách cài người của Đảng Cộng sản giao cho Bộ Công an thực hiện. Mỗi năm có hàng trăm ngàn người Việt Nam đi xuất khẩu lao động. Đây là thành phần rất dễ bất mãn chế độ bởi họ đã gần như bị bứt hết đường tiến thân tại quê nhà. Đặc biệt, trong thành phần xuất khẩu lao động hiện nay, không ít người có học, họ đủ nhận thức, đủ biết được những gì mà Đảng Cộng sản đang gây ra cho đất nước Việt Nam. Bởi không gì làm cho người ta dễ thức tỉnh bằng việc so sánh với thực tế. Chỉ cần đặt câu hỏi tại sao chế độ làm việc của công nhân ở xứ tư bản bóc lột lại tốt đến thế? Tại sao tiền lương và môi trường sống ở xứ của họ lại tốt đến thế? Và rất nhiều câu hỏi khác. Ông Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng tung nhiều chính sách bí mật để kiểm soát người Việt ở nước ngoài. Thành phần xuất khẩu lao động là thành phần ra nước ngoài làm việc, quan sát xứ tư bản bóc lột, rồi lại trở về nước. Đảng Cộng sản bí mật họp hành, bàn bạc và đánh giá cho rằng đây là thành phần tiềm ẩn nguy cơ bất mãn nhiều nhất. Với những người quanh năm không bước ra khỏi lãnh thổ thì Đảng có thể lừa mị được họ. Nhưng với những người đã từng đi ra nước ngoài, đã từng cảm nhận về một xã hội dân chủ, thì họ rất dễ chán ghét chế độ Cộng sản tại Ba Đình. Vì vậy, Đảng Cộng sản đã lên chính sách để mà kiểm soát thành phần lao động ở nước ngoài nói chung và kiểm soát luôn thành phần bất mãn chế độ đang ở nước ngoài. Một nguồn tin mật cho biết trong các đoàn của các công ty xuất khẩu lao động Việt Nam, cứ trung bình 100 người đi xuất khẩu lao động thì có đến 4 người là chủ doanh nghiệp không được biết mặt, không được phỏng vấn và chỉ được phép đồng ý. Tất cả các chủ doanh nghiệp làm dịch vụ xuất khẩu lao động tự hiểu là phải thực hiện theo mệnh lệnh. Chủ doanh nghiệp không được phép lưu hồ sơ của những người này nếu muốn yên ổn làm ăn. Ông Tô Lâm chính là người triển khai chính sách cài người ra hải ngoại, nguồn tin cho biết. Đó là chính sách cài người mà Đảng Cộng sản Việt Nam đang thực hiện. Những người này thực hiện nhiệm vụ trà trộn một thành phần công nhân người Việt Nam, nắm vào tình hình và báo cáo về trong nước. Họ là những người lao động thực thụ nên những công nhân khác rất khó phát hiện ra. Khi hết hạn lao động, phía đại sứ quán nhận ngược mệnh lệnh phải tạo điều kiện tốt nhất như có thể để thành phần này ở lại hoạt động lâu dài. Đôi khi trong thành phần xuất khẩu lao động thâm niên có những người cũng như vậy. Qua nhiều năm, mạng lưới cấy người của Bộ Công an thực hiện trên khắp thế giới giờ đã bén rễ. Một khi có tổ chức chính trị nào chống đảng thì thành phần chính là những kẻ gây chia rẽ này, làm tan nát tổ chức đó từ bên trong. Khi cần theo dõi một đối tượng nào đấy hoặc cần bắt cóc đem về Việt Nam xử tội thì chính những thành phần này sẽ giúp cho Bộ Công an Việt Nam thực hiện điều đó ở nước ngoài. Họ thực hiện việc ra soát và chỉ điểm. Như vậy, chính sách móc nối bung tiền do mua mafia bản địa kết hợp với mạng lưới của những người được cài cắm đã giúp cho ông Tô Lâm đánh hơi được rất nhiều người chạy trốn trên toàn thế giới. Việc bắt cóc chỉ là hành động cuối cùng mà thôi. Để bắt được người, Đảng Cộng sản đã giao cho Bộ Công an thực hiện chính sách cài cắm từ rất nhiều năm trước rồi. Theo nguồn tin cho biết có 4% lực lượng xuất khẩu lao động là hàng cài của Bộ Công an. Ý đồ của Đảng Cộng sản là dùng mỡ nó, rán nó hoặc nồi da sáo thịt. Họ dùng tiền thuế của dân dồn vào cho quốc phòng và công an. Muốn trị dân thì phải dùng tiền thuế của dân để mà nuôi bộ máy công an chìm, công an nổi, trong và ngoài nước. Tung người đi khắp thế giới để theo dõi người Việt Nam, từ Việt Nam ở hải ngoại rồi lại từ hải ngoại về Việt Nam. Thành phần này đã chứng tỏ họ rất hữu ích đối với Đảng Cộng sản Việt Nam. Cho đến nay, họ đã thành công phá đi rất nhiều nhóm, rất nhiều tổ chức của người Việt Nam ở nước ngoài. Nếu người Việt Nam hoạt động chính trị mà không có tổ chức chặt chẽ, không giữ nguyên tắc an toàn, thì rất dễ bị tàn rã. Quý vị và các bạn vừa theo dõi chương trình trực tiếp với bản tin song hành chính sách tung tiền mua mafia bản địa là chính sách cài người của ông Tổ. Quý vị và các bạn hãy chia sẻ video này cho nhiều người biết và bấm nút theo dõi YouTube và Facebook của Thời báo.de để luôn được cập nhật những bản tin mới nhất, nhanh nhất và trung thực nhất. Từ Berlin, Cộng hòa Liên bang Đức chào các bạn và hẹn gặp lại các bạn ở bản tin lần tới.
Trung Khoa Thời Báo chấm đề. Kính chào quý vị và các bạn, kính mời các bạn xem bản tin để tìm ra cóc ông Tô đã đốt tiền thuế của dân nhiều như thế nào. Có thể nói bắt cóc là một trong những phương án nhanh gọn, không vướng mắc thủ tục dẫn độ, không phải đàm phán với quốc gia đang có cóc ẩn nấp. Phương án này được ông Bộ trưởng Bộ Công an ưu tiên số 1 bởi nó áp dụng những đòi hỏi nhanh và gấp của ông Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng. Tuy nhiên, hoạt động theo dõi truy tìm dấu vết của cóc ở nước ngoài không đơn giản như làm điều tương tự ở trong nước. Bởi trong nước, ông Tô Lâm có hàng vạn lính ở khắp nơi và sẵn sàng hỗ trợ lính trung ương để ra tay bắt người, còn tại nước ngoài thì sao đây? Một lần, Tô Lâm chỉ đạo lính bắt cóc người ở nước ngoài. Tại nước ngoài, ông Tô dùng nhiều chính sách để làm điều đó, tất nhiên là những chính sách bí mật. Bài này là phần thứ nhất của loạt bài viết về những phương thức bắt cóc người của ông Tô Lâm. Ngoài việc Bộ Công an cung cấp cho các đại sứ quán, các lãnh sự quán, những nhân viên an ninh mật vụ để mà theo dõi và tung người nắm tin tức, thì Bộ Công an còn cung cấp cho các tay mật vụ này những khoản ngân sách bí mật. Mục đích là để kết nối với thành phần xã hội đen ở nước ngoài và dùng tiền để điều khiển họ. Theo như thông tin cho biết, tại Đại sứ quán Việt Nam tại Bangkok có một nhân vật chuyên lo chuyện giấy tờ cho người Việt tại Thái Lan. Đây là nhân vật kết nối với thành phần người Việt làm ăn lâu năm tại Thái Lan và mua chuộc thành phần xã hội đen tại Thái Lan. Mục đích là để kiểm soát, theo dõi và lên kế hoạch bắt cóc người tại quốc gia này. Dưới tay ông Tô Lâm có mạng lưới mật vụ chuyên hoạt động ở nước ngoài. Chúng có hai nguồn tài chính để mà lo công việc. Nguồn thứ nhất là tiền thu được từ các hoạt động phi pháp là kết quả của sự hợp tác giữa đám mật vụ này với bọn mafia xuyên quốc gia. Đám mật vụ tuyển người vào làm cho chúng bằng cách trả lương hoặc cung cấp mối làm ăn phi pháp như là ân huệ, đổi lại bọn đấy làm nhiệm vụ chỉ điểm và để mật vụ bắt người. Bảng phân bổ ngân sách trung ương, Bộ Công an được cấp tới 99.953 tỷ đồng, tương đương với 4,2 tỷ đô la Mỹ. Nguồn thứ nhì là lấy từ ngân sách mà Trung ương duyệt chi cho Bộ Công an. Hàng năm, Trung ương Đảng duyệt chi cho Bộ Công an một khoản tiền ngân sách khổng lồ, khoảng tương đương 100.000 tỷ đồng, tức là khoảng 4,2 tỷ đô la Mỹ. Một phần của nguồn ngân sách này được dùng để chi trả tiền công cho bọn mafia địa phương để bắt người và giao người theo lệnh của lính ông Tô làm việc tại các đại sứ quán Việt Nam trên khắp thế giới. Theo một nguồn tin riêng cho biết, một nhân vật quan trọng liên quan đến một vụ án lớn, bề ngoài là án kinh tế nhưng thực chất là liên quan đến chính trị. Mới đây được Bộ Công an thông báo là đã ra đầu thú để nhận khoan hồng. Tuy nhiên, thực tế là người này bị bắt cóc bởi một nhóm mafia địa phương được mật vụ của Tô Lâm điều khiển bằng tiền. Thương vụ bắt cóc người được đưa ra khỏi biên giới, giao cho mật vụ của Tô Lâm được xác định là 10 triệu đô la Mỹ. Phần còn lại là lính của ông Tô sẽ lo. Để được một người ra đầu thú, Tô Lâm đã đốt rất nhiều tiền thuế của dân. Đất nước Việt Nam rất nghèo, hiện nay ngành giáo dục và y tế được cấp ngân sách rất còi cõm. Y tế thì không có tiền để mà xây mới bệnh viện, thậm chí vận động được tiền xây bệnh viện nhưng nửa đường đứt gánh nên hàng loạt bệnh viện bị bỏ hoang. Còn ngành giáo dục thì cực kỳ tệ hại. Đảng Cộng sản cung cấp ngân sách rất ít, chỉ bằng 1/16 ngân sách dành cho công an, khiến cho học sinh thiếu trường, giáo viên nhận lương chết đói, phải tìm đường làm cu li ở nước ngoài. Tình trạng y tế và giáo dục như thế, nguyên nhân là do Đảng Cộng sản Việt Nam bóp cổ an sinh cho dân, để dồn cho công an, mà một phần ngân sách trong đó được trích ra để trả cho những nhóm mafia nước ngoài, hỗ trợ mật vụ Việt Nam bắt cóc và giao người. Hiện nay, lính của Tô Lâm đang đứng sau các nhóm mafia thường là lừa đảo online và dịch vụ rửa tiền. Thành phần này làm ăn phi pháp để tìm người phục vụ cho chúng và kết nối với thành phần tội phạm Việt Nam ở nước ngoài hoặc tội phạm người nước ngoài. Tô Lâm đã bắt tay với tội phạm quốc tế và hoạt động như tội phạm quốc tế, thể hiện những vụ bắt cóc người từ nước ngoài mang về Hà Nội. Quý vị và các bạn vừa theo dõi chương trình truyền hình trực tiếp với bản tin để tìm ra cóc ông Tô đã đốt tiền thuế của dân như thế nào.
Quý vị và các bạn hãy chia sẻ video này cho nhiều người biết và bấm nút theo dõi YouTube và Facebook của Thời báo.de để luôn được cập nhật những bản tin mới nhất, nhanh nhất và trung thực nhất. Từ Berlin, Cộng hòa Liên bang Đức chào các bạn và hẹn gặp lại các bạn ở bản tin lần tới. Trung Khoa, Thời báo.de